Xin chào tất cả các bạn, mình là Khoai Tây. Hiện nay mình đang là đồng sáng lập của chương trình Mèo Trời Hán Ngữ Thực Chiến. Mình thường xuyên làm các video liên quan đến tiếng Trung, chia sẻ kiến thức cũng như các kinh nghiệm học tập tiếng Trung, vì mình tin rằng có rất nhiều bạn mong muốn được học tập cũng như là yêu thích ngôn ngữ này, mong muốn được tìm hiểu ngôn ngữ này giống như mình. Một điểm khá chung của rất nhiều bạn muốn tự học tiếng Trung đó chính là không biết phải bắt đầu từ đâu. Bạn loay hoay không biết phải học cái gì trước, cái gì sau hay là bắt đầu phải học như thế nào. Trong khi thị trường thì có quá nhiều tài liệu tham khảo, quá nhiều các giáo trình, quá nhiều các app dạy tiếng Trung. Bạn loay hoay nhảy hết từ cái giáo trình nọ đến tài liệu kia, rồi đến cái app này app nọ. Nhưng cuối cùng thì nó không được có hiệu quả cho lắm. Và bạn quyết định bỏ cuộc. Vậy nên trong video này, mình sẽ gợi ý cho các bạn một lộ trình học tiếng dành cho người mới bắt đầu để các bạn có thể tham khảo, và mình hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Trước khi vào phần nội dung chính của ngày hôm nay thì mình xin phép được quảng cáo 10 giây. Đó chính là nếu như bạn cảm thấy video của mình làm hữu ích, kênh của mình hay ho thú vị thì xin đừng quên ủng hộ tinh thần của mình. Hãy để lại cho mình một like, một comment ủng hộ tinh thần, hoặc bạn có thể yêu cầu các cái nội dung mà bạn muốn mình làm. Ngoài ra thì đừng quên đăng ký kênh của mình để chúng mình gặp nhau được nhiều hơn nhé. Cũng xin được nói trước luôn nha, video này không hề nhận được một đồng tiền quảng cáo nào cả, không hề nhận được một đồng một xu nào hết. Và tất cả các tài liệu mình giới thiệu cho các bạn đều xuất phát từ cảm nhận của cá nhân mình. Do mình thấy nó hay và nó hữu ích thì mình mới giới thiệu cho các bạn. Vậy nha, bắt đầu thôi. Lộ trình học tiếng Trung dành cho người tự học sẽ bắt đầu bằng bước đầu tiên, đó chính là xác định mục tiêu học tập. Rất nhiều bạn mới bắt đầu học tiếng Trung quên không xác định rõ ràng mục tiêu học tập của mình. Vậy nên các bạn dễ dàng bị rơi vào rất nhiều các điều phân vân, luẩn quẩn và không xác định được rốt cuộc mình là người học tiếng Trung hệ gì. Cái điều phân vân đầu tiên của người mới học tiếng Trung đó chính là tôi nên học chữ phồn thể hay chữ giản thể. Bạn sẽ chỉ nên học chữ phồn thể nếu như bạn là người có nhu cầu du học hoặc làm việc cho các công ty, các doanh nghiệp ở Đài Loan, Hồng Kông, Macau. Còn nếu như không phải như vậy thì bạn nên học chữ giản thể nhé. Tại vì sao ấy à? Tại vì chữ giản thể nó vừa dễ học, nó vừa đơn giản và nó được sử dụng rộng rãi ở trên khắp Trung Quốc đại lục. Cái điều phân vân thứ hai mà nhiều người mắc phải đó chính là tôi nên học tiếng Trung theo chương trình nào? Nếu bạn là người có nhu cầu học tiếng Trung để đi du học Trung Quốc hoặc là đi làm việc có liên quan đến tiếng Trung thì lời khuyên của mình dành cho bạn đó chính là bạn nên học để thi lấy chứng chỉ HSK. Dành cho những bạn chưa biết HSK là gì thì nó là viết tắt của Hàn ngữ Suỷ Phiếng Khảo Sĩ. Nó là kỳ thi kiểm tra trình độ Hán ngữ dành cho những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hán, bao gồm người nước ngoài, người Hoa sinh sống ở nước ngoài và thậm chí là một vài dân tộc thiểu số ở Trung Quốc. Còn nếu bạn đơn thuần là người muốn học tiếng Trung để viết, để nói chuyện, chat chít giao lưu rồi thì đi du lịch, ăn uống, xem phim, nghe nhạc thì hẳn nhiên là bạn chẳng cần cái HSK đấy làm quái gì cả. Bạn nên học theo chương trình tiếng Trung giao tiếp nhé. Bước thứ hai đó chính là xác định trọng tâm học tập. Đối với những bạn có nhu cầu học để thi HSK thì trọng tâm của các bạn là nạp từ vựng này, nạp ngữ pháp này, chú trọng làm đề thi, và kỹ năng đọc cũng như kỹ năng viết của các bạn phải được rèn luyện thật là tốt. Ngữ pháp của các bạn cần phải được nắm chắc và sử dụng nó một cách chuẩn chỉ. Mục tiêu chính của các bạn đó chính là đạt điểm cao trong kỳ thi. Đối với những bạn có nhu cầu học để giao tiếp thì trọng tâm của các bạn cũng là nạp từ vựng. Tuy nhiên, bạn không cần phải nạp quá nhiều ngữ pháp cao cấp hay là các cái từ vựng phức tạp, nhưng mà bạn cần rèn luyện cách ứng dụng thật là linh hoạt các cái mẫu câu này. Các cái mẫu câu bạn từng học ấy phải ứng dụng thật sự là linh hoạt. Và mục tiêu chính của các bạn là khiến người nghe hiểu được là bạn đang muốn nói cái gì. Bước thứ ba đó chính là tìm chương trình học thích hợp. Cá nhân mình luôn luôn khuyến khích các bạn đi học ở trung tâm tiếng Trung vì các trung tâm đã có sẵn lộ trình dành cho bạn rồi. Nếu như bạn là người muốn học HSK, thi HSK thì các trung tâm đã có sẵn cái lộ trình học HSK cho bạn. Còn nếu như bạn là người muốn học tiếng Trung để giao tiếp thì trung tâm cũng đã có sẵn cái lộ trình học giao tiếp cho bạn rồi. Cái điều duy nhất mà bạn cần phải làm ấy, đó chính là chăm chỉ, học hành thường xuyên, chăm chỉ đầy đủ, làm bài tập về nhà ấy, và cứ đi theo họ mà học thôi. Tuy nhiên, nếu bạn ở trong hoàn cảnh không thể đi học được ở bất kỳ một trung tâm nào mà bạn buộc phải tự học thì đây là một vài gợi ý về chương trình học dành cho các bạn. Dành cho các bạn có nhu cầu học thi HSK để du học hoặc là để đi làm thì các bạn cần phải đạt được trình độ tối thiểu là HSK 4. Việc tìm học theo một bộ giáo trình HSK thích hợp là quan trọng nhất đối với các bạn khi này.
Cá nhân mình cảm thấy bộ giáo trình HSK tiêu chuẩn rất phù hợp dành cho các bạn có nhu cầu học để ôn thi. Và chương trình học được thiết kế khá là tốt nè, in màu đẹp xịn sò nè, giải thích ngữ pháp thì dễ hiểu. Bộ bài tập được thiết kế cũng vô cùng phù hợp cho các bạn học để ôn thi nhé. Cái bộ giáo trình đấy trông nó như thế này này. Nó bao gồm giáo trình này, với mỗi cái trình độ HSK ấy, thì nó sẽ bao gồm là giáo trình này, sách bài tập này, và nó có cả CD để nghe nữa. Tuy nhiên nếu như các bạn không có cái ổ để nghe CD ấy, thì bạn có thể lên trên mạng vào Google và tìm các cái file MP3 của nó. Google là nó ra đấy. Ngoài ra bạn có thể tìm mua thêm các tài liệu về ngữ pháp để tham khảo. Cá nhân mình thì cảm thấy cái bộ tài liệu ngữ pháp tiếng Hán thực hành giải thích khá là dễ hiểu. Các bạn hoàn toàn có thể mua được cái bộ tài liệu này cũng như là cái giáo trình HSK tiêu chuẩn mà mình đã nói lúc nãy ở trên các cái trang mạng điện tử. Mình thì mình hay mua ở Tiki nha. Còn đối với những bạn có nhu cầu học để giao tiếp, các bạn cũng nên học các mẫu câu theo bộ giáo trình HSK. Tuy nhiên, các bạn chỉ cần học hết cuốn HSK 2 hoặc HSK 3 là cũng đã khá khá đủ để các bạn giao tiếp thường ngày rồi. Việc mà các bạn cần ý, đó là nạp từ vựng để ứng dụng linh hoạt các mẫu câu mình đã biết mà thôi. Các bạn có thể tham khảo thêm các sách dạy về từ vựng theo chủ đề như là mấy cuốn sau đây. Và các cuốn sách này cũng có thể dễ dàng mua được ở trên Tiki nhé. Một cái sai lầm chí mạng của các bạn tự học đó chính là học theo các cái app dạy tiếng Trung. Các bạn ạ, đừng có tin chúng nó nhá. Cái app học tiếng Trung ấy, nó chỉ chém gió là nó dạy tiếng thôi, chứ thực ra nó chỉ là công cụ để ôn tập. Và các bạn không nên dựa hoàn toàn vào các cái app này để học. Không là toang ấy, toang lắm luôn á. Tại vì sao ấy à? Tại vì các app nó thường chỉ cung cấp từ vựng và mẫu câu, sau đó bắt bạn học theo như một con vẹt, chứ không giải thích cho bạn là tại sao lại sử dụng mẫu câu đó, hay là cái ngữ pháp này bạn cần phải ứng dụng ra sao. Nó không giải thích cho bạn khi nào nên dùng từ vựng nào, hay là ngữ pháp của câu này tại sao nó lại phải như thế, hay là cách ghép câu nó như thế nào. Vì vậy nên là khi học ở app ý, thời gian đầu thì cũng được, nhưng mà càng về sau càng học bạn lại càng thấy lú. Về nên mình thật lòng khuyên các bạn chỉ nên sử dụng các cái app học tiếng Trung như một công cụ dùng để ôn tập vậy thôi. Bước thứ tư đó chính là không ngừng ôn tập và ứng dụng. Đối với các bạn có nhu cầu học HSK thì quá là rõ ràng rồi. Bạn cần phải luyện viết nhiều để nhớ mặt chữ này, bạn cần phải luyện đọc, bạn cần phải ứng dụng các cái ngữ pháp đã học càng nhiều càng tốt. Bạn có thể luyện tập bằng cách dịch câu thoại. Không nhất thiết phải có người ra đề cho bạn, bạn tự ra đề cho chính mình là được mà. Với mỗi ngữ pháp mới, bạn hãy tự đặt tối thiểu là 5 câu bất kỳ để ứng dụng cái mẫu ngữ pháp đó. Mình nói tối thiểu là 5 câu nhé. Nếu như bạn có thể đạt được nhiều hơn, 10 câu, 15 câu, 20 câu thì lại càng hoan nghênh. Bạn càng ứng dụng bao nhiêu, bạn càng luyện tập bao nhiêu thì cái ngữ pháp đó, cái mẫu ngữ pháp đó nó lại càng găm vào đầu bạn, sâu đậm bấy nhiêu. Ngoài ra, bạn cần phải viết thật là nhiều, đọc thật là nhiều để nhớ được Hán tự. Hàng ngày, bạn hãy làm bài tập theo giáo trình, ôn tập bằng các cái app dạy tiếng Trung. Còn nếu như bạn muốn nâng cao hơn thì bạn có thể làm đề thi. Tuy nhiên bạn hãy ghi nhớ cho mình một điều này, đó chính là trước khi học chạy thì bạn cần phải học đi. Do vậy nên bạn chỉ nên làm đề thi khi mà bạn đã hoàn thành được khoảng 2/3 cuốn giáo trình, hoặc ít nhất bạn nào máu lắm nhá là cũng phải hoàn thành được 1/2 cuốn giáo trình rồi mới bắt đầu làm đề thi. Bởi vì nếu không ấy, bạn sẽ dễ dàng rơi vào cái tình trạng gọi là đọc đề không hiểu, làm đề không xong, xong làm sai bé bét. Rồi bạn sẽ cảm thấy chán, bạn cảm thấy nản, cảm thấy ta và tiếng Trung chúng ta không thuộc với nhau. Lâu dần nó sẽ sinh ra một cái tâm lý là căng thẳng khi làm đề thi. Và việc này không tốt cho các bạn một chút nào cả. Không tốt đâu. Đối với các bạn có nhu cầu học tiếng Trung giao tiếp thì bạn nên luyện nói và luyện nghe thật là nhiều. Bạn hãy cố gắng làm mọi cách, kể từ việc phải lẩm bẩm một mình hoặc là tự ra đề dịch Trung Việt, Việt Trung cho chính mình. Ngoài ra bạn cũng có thể gắn ghép những cái từ vựng mới học vào những cái thứ ở bên xung quanh bạn. Ví dụ kiểu như bạn nhìn thấy quả táo chẳng hạn, à quả táo, tiếng của, đó, hãy làm như vậy nhé. Và ngoài ra thì các bạn có thể luyện nghe bằng việc xem phim này, nghe nhạc này, xem tử in, nghe các video nói ở bên trên YouTube và đăng ký kênh của mình.
Thật đấy, không đùa đâu. Tại vì tới đây mình sẽ làm cái playlist các video nghe có kèm theo cả pinyin và phụ đề tiếng Việt để cho các bạn có thể đọc theo và luyện phát âm theo luôn. Vậy nên là đừng quên ủng hộ mình bằng cách like nhiệt tình cái video này và đăng ký kênh của mình để chờ đợi những cái playlist hay ho đó nhé. Có một điều lưu ý, đó là bạn nên xem phim hiện đại và nghe nhạc hiện đại nhé. Chứ đừng có xem phim cổ trang hay là nghe những cái nhạc kiểu như là nhạc có xu hướng nó hơi cổ trang một chút xíu. Tại vì phim cổ trang hay là các cái bài nhạc cổ cổ đó ấy, thì nó hay có các cái từ vựng mà khá là cũ rồi. Những cái từ vựng nó chỉ dùng được ở thời cổ xưa thôi. Chứ còn ở thời hiện đại, người ta không có dùng. Người ta không có dùng. Thế nên là chả tội gì bạn vừa phải học bất công, tê cả não xong rồi học xong chả dùng được, phí cả là. Một cái chú ý cuối cùng dành cho những bạn tự học, đó chính là bạn phải thực sự vô cùng chăm chỉ và cực kỳ quyết tâm. Nếu như cái người học ở trung tâm ấy, người ta chăm chỉ 1 thì bạn phải chăm chỉ 10. Nếu như người học ở trung tâm người ta quyết tâm 1 thì bạn phải quyết tâm đến 10 lần như thế. Tại vì người tự học thường dễ bị mất phương hướng trong quá trình học tập. Các bạn cũng rất dễ nản vì không có bạn học cùng, không có thầy cô giáo hướng dẫn, thắc mắc khó khăn thì cũng không có ai giải đáp cho bạn cả và cũng không có ai quản bạn. Bạn thích học thì học, bạn không thích học thì thôi. Hôm nay bạn lười, ngày mai bạn chăm. Nhưng mà biết đâu đấy cái số ngày chăm của bạn nó lại chẳng bằng cái số ngày lười. Rồi thì bài tập về nhà của các bạn cũng không có. Hoàn toàn là dựa trên tinh thần tự giác của các bạn. Vậy nên nếu như bạn là một người thực sự chăm chỉ, thực sự quyết tâm, vô cùng tự giác thì bạn hẳn nên tự học. Còn nếu không ấy thì mình khuyên là các bạn vẫn nên đi đến một cái trung tâm tiếng Trung nào đó, tìm đến cho mình một cái lớp tiếng Trung để có thể học theo thầy cô giáo, học theo các cái lộ trình đã được vạch ra sẵn và có những người bạn học cùng. Như vậy thì tinh thần học tập của các bạn sẽ cao hơn rất nhiều đấy. Vậy video của mình đến đây là kết thúc rồi. Mình hy vọng là video này của mình có thể giúp đỡ được cho các bạn một phần nào đó trong cái quá trình định hướng học tập của các bạn. Và chúc các bạn học vui vẻ, thành công. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo. Bye bye!